Thưa quý vị, với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp của đảng và của dân tộc. Sau đây là những ý kiến của người dân đồng bằng sông Cửu Long về sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí Thư. Đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là linh hồn của nhiều hoạt động của đảng, nhà nước và của đất nước ta trong thời gian vừa qua. Đối với nhân dân và cán bộ đảng viên, đồng chí là một tấm gương về sự liêm khiết, hết lòng vì nước, vì dân. Là một tấm gương mẫu mực về học tập, làm theo tư tưởng, phong cách và đạo đức của Hồ Chí Minh. Trong những bài viết, bài nói của mình, đồng chí có nhiều phát biểu có ý nghĩa định hướng đối với cán bộ đảng viên, nhân dân và đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, không chỉ của hôm nay và của mai sau. Ví dụ như một câu nói mà tôi rất tâm đắc: hạnh phúc của con người không chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở chỗ có một đời sống tâm hồn phong phú, được sống trong tình thương và lòng nhân ái, trong lẽ phải và sự công bằng. Hội nghị nào bác cũng nhắc nhở với cái đoàn kết, cái quyết tâm là thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ hai là kiên quyết phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm, đặc biệt cái chỗ đó. Dân bây giờ là ta nghe tin là ta là phấn khởi, là khi có bác Trọng lên là chỉ huy mà thực hiện cái công tác phòng chống tham nhũng. Ở góc độ là thanh niên, tôi học tập được cái tấm gương rất lớn của bác Nguyễn Phú Trọng. Đó là tinh thần rất là cương quyết trong công tác chỉ đạo và điều hành. Từ cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát triển đồng bằng sông Cửu Long trong cái hạ tầng giao thông đó, rất là nhiều các cái đường cao tốc và đồng thời là các cái tỉnh lộ cũng như là huyện lộ, để làm sao là thứ nhất là phát triển cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long là nhanh. Tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như là Chính phủ, các cơ quan từ trung ương đến địa phương cũng triển khai rất là tốt, có giữ được một cái tinh thần đoàn kết thống nhất cũng rất là tốt, rất là cao từ trung ương tới địa phương. Bác Trọng là một nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, người luôn quan tâm đến đời sống của người dân trong cái giờ phút đau thương này. Thì nói cựu chiến binh, cán bộ đảng viên của thành phố Rạch Giá cũng như Kiên Giang đoàn kết lại để tiếp tục thực hiện được những cái nghị quyết của đảng bộ cũng như là nghị quyết của trung ương đảng. Tin tưởng rằng với sự đồng lòng đoàn kết theo cái tinh thần học hỏi của bác để lại, để duy trì cái nền chính trị Việt Nam nói chung cũng như thành phố Rạch Giá, Kiên Giang nói riêng,